Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Tôi nhớ xem lời làm chứng của nhà truyền giáo Reinhard Bonnke ở trong một lần ông làm chứng về công việc Chúa làm trên chức vụ của ông ở tại Dubai. Ông chia sẻ thế nào Chúa Ngài gọi và mang ông đến Phi Châu để hầu việc Chúa. Thì trong những ngày đầu, những năm đầu, ông giảng chỉ có 5 người đến tham dự. Ông giảng ngày này sang ngày khác cũng chỉ có 5 người. Rồi Chúa mở cái chức vụ của ông và Chúa Ngài ra lệnh cho ông là mở một công cuộc truyền giảng lớn, mướn một cái sân vận động 10.000 người. Thì ông nói rằng Chúa ơi, làm sao được. Và cuối cùng thì có một mục sư ở trong thành phố đó, ông đã hứa ông sẽ mang 60 người thành viên ở trong hội viên trong hội thánh đến để tham dự. Và Chúa cho trong ngày đầu có 100 người đến tham dự. Ông cũng phân bua với Chúa. Ông nói ít nhất là cũng có 100 người, nhưng mà Chúa bảo con mướn cái sân vận động lớn như thế này. Thì ông nhờ cậy Chúa. Ngày hôm sau có 10.000 người đến. Vì Chúa Ngài chữa lành cho một người trong số của 100 người đến dự đầu tiên đó. Và người ta trở về rao báo về việc Chúa Ngài làm. 10.000 người. Lần sau ông tổ chức có 100.000 người đến dự. Thì ông nhìn qua bà, ông nói rằng đây là cái tối đa của Đức Chúa Trời rồi. Vì trong lúc bây giờ, ông không thể hình dung nổi là Chúa có thể làm cho ông kinh nghiệm được với cái mức độ, cái số người 100.000 người đến tham dự chương trình truyền giảng của ông. Nhưng ông nói rằng ông làm to. Vì Đức Chúa Trời liên tục chứng minh cho ông đó là không có cái gọi là tối đa ở trong Đức Chúa Trời. Bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời vô hạn. Rồi những cuộc truyền giảng khác bắt đầu từ con số 200.000, 500.000, 1 triệu. 1.800.000 người đến để tham dự chương trình truyền giảng của ông. Và lần cuối trước khi ông bước xuống và giao chức vụ lại cho một người học trò của ông và Daniel Kalanda thì ở tại Mexico đưa ra cho với con số là 2.3 triệu người đến tham dự. Và trong cuộc truyền giảng đó thôi có 1.8 triệu người tin nhận Chúa và điều vào cái mẫu hôm nay tôi tiếp nhận Đức Chúa Jesus Christ làm cứu Chúa lần đầu tiên trong đời của mình. Cảm ơn Chúa. 5 người, 100 người, 10.000 người, 100.000 người, 200.000, 500.000, 1 triệu, 1 triệu 2, 1 triệu 8, 2 triệu 2. Đức Chúa Trời dựng nên chúng ta cho những việc lớn hơn. Anh xem có tin điều đó không? Có quá nhiều người trong chúng ta bị mắc kẹt ở đằng sau cái nỗi sợ hãi, sợ rằng tôi là ai mà có thể làm những công việc này. Chúng ta bị mắc kẹt ở phía sau những cái khuôn mẫu của tội lỗi mà chúng ta cứ vấp đi vấp lại. Đến một lúc chúng ta nói rằng, ôi liệu tôi có thể được thay đổi hay không? Hay là chúng ta ở phía sau những cái điều mà thế giới xung quanh của chúng ta đã áp lực trên chúng ta và bắt buộc chúng ta như là phải giấu cái đức tin của mình. Không dám nói cho ai biết là mình là con cái của Chúa, là một Cơ Đốc nhân. Nhưng anh chị em hãy nhớ điều này. Anh chị em đã được dựng nên để được nhiều hơn. Nhiều hơn về ơn quyền của Chúa, nhiều hơn về phước hạnh mà Chúa Ngài ban cho. Và tôi tin rằng quá nhiều người chúng ta đã chọn chấp nhận cái vị trí hiện tại của mình. Tại sao chúng ta không ăn uống một cách bình thường, sinh hoạt một cách bình thường, mà làm gì hội thánh đầu năm cũng có 21 ngày kiêng ăn cầu nguyện, chuẩn bị cho đại hội cũng kêu gọi con cái của Chúa kiêng ăn cầu nguyện. Sao kiêng ăn hoài vậy? Chúng ta có hết rồi. Có ai mà sung sướng bằng chúng ta là những Cơ Đốc nhân sống ở tại Hoa Kỳ này? Chúng ta có tất cả. Nhưng anh chị em, khi chúng ta hiểu được ở trong Chúa còn rất là nhiều điều mà chúng ta chưa đến, vì chúng ta đã được dựng nên nhiều hơn. Đó là lý do mà chúng ta cứ tiến vào, chúng ta hết lòng tìm kiếm Chúa. Và Chúa nhận hứa rằng khi chúng ta hết lòng tìm kiếm Ngài, chúng ta sẽ gặp được Chúa. Và gặp được Chúa thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được cái phước hạnh mà Chúa định cho đời sống của chúng ta. Là Chúa Ngài dựng nên chúng ta cho nhiều hơn là những điều chúng ta đang kinh nghiệm. Rồi có những người quyết định theo đuổi nhiều hơn, nhưng mà theo cách riêng của mình. Mình cứ muốn kiếm thêm tiền, thêm danh vọng, nhiều vinh quang hơn. Nhưng mà bởi vì người ta đeo đuổi theo cái cách của mình, cái phiên bản riêng của mình, thay vì cách của Đức Chúa Trời, thì sau khi có được nhiều tiền hơn, danh vọng nhiều hơn, họ lại thấy mình thiếu thốn hơn.
trống vắng hơn. Thì xin Chúa ban ơn để chúng ta ở trong loạt bài này chúng ta cùng đồng hành. Tôi khuyến khích anh chị em vừa kiến ăn cùng nguyện chùa đón nhận những gì Chúa ngài muốn chúng ta thấy được ở trong phước hạnh mà Chúa đã định cho đời sống của chúng ta. Không có gì để nghi ngờ những người được cứu chuộc có phần gia tài lớn lao ở trong Đức Chúa Jesus Christ. Matthew chương 6 câu 33 Đức Chúa Jesus ngài dạy: nhưng trước hết hãy tìm kiếm vương quốc của Đức Chúa Trời và sự công chính của ngài thì ngài sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa. Anh chị em để ý đến chữ nữa ở đây, ở chữ cuối của câu kinh thánh này: nhưng trước hết hãy tìm kiếm vương quốc của Đức Chúa Trời. Trước hết hãy tìm kiếm một cái vị trí mà Chúa ngài dành ban cho những người chọn bước vào trong giao ước của ngài, đó là chúng ta tiếp nhận Chúa làm Chúa và làm chủ đời sống, chúng ta làm vua của cuộc đời của chúng ta. Và khi chúng ta tiếp nhận Chúa và công bố bằng miệng, bằng đời sống của chúng ta Chúa là vua của chúng ta, thì vương quốc Đức Chúa Trời sẽ thể hiện trên đời sống của chúng ta. Khi chúng ta tiếp nhận và hãnh diện nói với tất cả mọi người: Đức Chúa Trời là vua của tôi, Đức Chúa Giê-xu là cứu Chúa và là vua của đời sống của tôi, có nghĩa là vua của vũ trụ này cũng là vua của cuộc đời của tôi, của tấm lòng này. Và khi chúng ta công bố điều đó, chúng ta giao vương quyền của Chúa ở trong tay của ngài, ngài sẽ bước vào và ngài sẽ thể hiện quyền cai trị của ngài trên mọi lĩnh vực của đời sống của chúng ta. Trước hết phải tìm kiếm nước của Đức Chúa Trời, sự công minh của ngài, đó là điều mà Chúa Giê-xu ngài đã thực hiện để chúng ta lại nhận được cái địa vị công bình ở trước mặt Chúa. Hai điều này khi chúng ta có tất cả những gì chúng ta cần để chúng ta có thể bước vào sự sống mà Chúa đã định, Chúa dựng nên chúng ta để sống nhiều hơn. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa. Kinh Thánh cho chúng ta thấy phước hạnh lớn khi chúng ta có một tâm trí được đổi mới. Đức Chúa Giê-xu Christ, cứu Chúa của chúng ta phán ở trong Giăng chương 10 câu số 10. Khi chúng ta hiểu câu Kinh Thánh này, chúng ta sẽ thấy rằng có hai lực tối và sáng của ma quỷ và của Đức Chúa Trời. Và có người chúng ta có thể sống ở một trong hai cái vùng đất đó. Chúa ngài tuyên bố những câu ở trên để dạy dỗ trong Giăng chương 10, đó là những kẻ đến trước ngài, các tôn giáo đã được lập ra trước khi Chúa Giê-xu ngài đến đó, thì chúng là quân trộm cướp leo rào đi vào cướp chiên. Và công việc của nó, Chúa Giê-xu ngài đi đến kết luận ở trong Giăng chương 10 câu số 10: ma quỷ đến, mục tiêu của nó là cướp, giết và hủy diệt, đem con người chúng ta đi đến chỗ vô cùng đen tối. Nhưng Đức Chúa Giê-xu đó đến để chiên của ngài được sự sống, và được sự sống sung mãn, được sự sống dư dật, một cuộc sống đầy trọn. Cảm ơn Chúa. Đó là ý định của Chúa và kế hoạch của ngài, mục tiêu, mục đích của Chúa khi ngài đến là để cứu chúng ta, và mục tiêu của ngài là để chúng ta sống một đời sống sung mãn dư dật. Amen anh chị em. Đó là mục đích của Chúa. Như vậy, tại sao con cái của Chúa vẫn là nạn nhân của cuộc sống? Tại sao sự thiếu thốn vẫn bao trùm trên nhiều cơ đốc nhân? Và tại sao nhiều người vẫn son sẻ trong hầu hết các lĩnh vực trong đời sống của họ, không thấy bóng trái gì hết, cuộc đời cứ như vậy? Tin Chúa 10 năm, 20 năm về trước, bây giờ nhìn lại vẫn thấy không có bóng trái gì hết. Tại sao nhiều người trung tín đi nhà thờ vẫn là mồi ngon ở trong tay của ma quỷ? Nó muốn sắp đầu ra nó đánh đập như thế nào đó thì là nó cứ tự do nó làm. Con cái Chúa, những người ở trong giao ước, công dân của vương quốc của Đức Chúa Trời, đấng mà lời của ngài đã nói với chúng ta, ngài ban thẩm quyền ở trên chúng ta để chúng ta dài đặt rắn bò cạp và mọi quyền của kẻ nghịch ở dưới chân. Vậy mà tối ngày lúc nào Satan nó muốn lôi ra, nó đấm là nó đấm. Không biết địa vị của mình thì ông đầu chịu trận rồi về mét Chúa, mét với mục sư: mục sư ơi, trong những ngày qua nó đánh tơi tả, rồi sao? Chúng ta làm gì với việc đó? Nếu chúng ta chấp nhận an phận thì hết nói. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng đời sống của chúng ta được Chúa ngài đã định, và công lao cứu chuộc của Đức Giê-xu đã hoàn tất để chúng ta sống lớn hơn, rộng hơn, nhiều hơn với những gì chúng ta đang kinh nghiệm hiện tại. Lời của Chúa bảo rằng chúng ta sẽ đi từ vinh hiển sang vinh hiển.
Chúng ta cứ tấn tới trong ơn của Chúa. Chúng ta bước đi với Chúa thì sức mạnh lần lần thêm. Chúng ta đi theo Chúa ban đầu thì hăng hái, rồi cuối cùng thì yếu mòn. Bây giờ lê lết. Chúa hứa rằng ai trông đợi Ngài sẽ không bao giờ mòn mỏi. Ai trông đợi Chúa thì Chúa Ngài cho gió thổi đến thì có thể cất cánh bay cao như chim ưng. Thật ra chữ đó thì không đúng lắm. Chim ưng nó không có bay, mà nó lướt ở trên gió, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Chúng ta cần có một sự thay đổi để chúng ta thấy những gì của bóng tối, những gì chúng ta thấy, quên thấy ở trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Và chúng ta chọn là nó là tự nhiên, nó phải như vậy. So với lời của Chúa, chúng ta nói rằng không chấp nhận. Cho đến chừng chúng ta không chấp nhận, chúng ta mới có thể tiến lên được anh chị. Còn nếu chúng ta chấp nhận, chúng ta nói rằng giống như người miền Tây, sông Cửu Long nước lên trên dâng lên, thì người ta nói rằng tập sống với lũ. Trong một cụm từ gần nhất ở trong cơn đại dịch là tập sống với Covid. Nhiều con gái Chúa, anh em, bây giờ mình phải tập sống với Covid. Không, anh chồng mình tiếp nó vô nhà của mình thôi, tập sống nó, cứ mời nó vô trong nhà, coi như chồng ở trong nhà đi, coi như người ở trong nhà đi. Không chấp nhận được. Kẻ trộm đến chỉ để cướp giết và hủy diệt, nhưng ta, Đấng mà đã đến để cứu chúng ta đó, Đấng mà đến đã trả một cái giá rất là đắt đó, ta đến để chiên của ta được sự sống và được sự sống dư dật. Anh chị em, Chúa cứu, Chúa dựng nên chúng ta cho nhiều hơn là những gì chúng ta đang kinh nghiệm. Nhưng đáng tiếc là nhiều con cái của Chúa không biết điều này, mà nhiều khi người ta được dạy một cách sai lầm. Chúng ta cần được cải biến cái lối suy nghĩ của chúng ta. Chúng ta cần để lời của Chúa khai mở trong tâm trí của chúng ta, để chúng ta sẽ có một mô hình mới ở trong tâm trí của chúng ta. Những cái việc cũ, lối sống chúng ta đã quen trong lối sống cũ, xin Chúa cho để chúng ta đổi. Tiếng Anh dùng cái chữ paradigm. Đây là chữ mà tiếng Việt của chúng ta, tôi tìm hoài chưa thấy dịch nó chính xác. Nó là một cái nền của tất cả những cái suy nghĩ của chúng ta. Khi nó có mặt ở trong đời sống của chúng ta, thì trước khi chúng ta phân tích và não bộ của chúng ta quyết định và ra lệnh cho tay chân của chúng ta hành động, nếu nó được thay đổi thì chúng ta sẽ phản ứng, chúng ta sẽ hành động khác hơn với những gì chúng ta đã từng làm. Vì chúng ta có cái chiều hướng là chúng ta thấy cái gì mà chúng ta đã đón nhận nó trong tâm trí của chúng ta. Nếu nói đến phải có cái phát minh thì chúng ta cũng làm giống giống như những điều mà chúng ta đã quen nhìn, cho đến chừng chúng ta thay đổi. Tôi lấy ví dụ, ngày xưa khi người ta phát minh ra được cái điện thoại thì chúng ta thấy rằng phải đánh vào hay là cách nào để mình có thể gọi điện thoại cho người khác theo cái số điện thoại đã định cho. Thì nhiều năm về trước, người ta có một cái vòng tròn có lỗ chung quanh đó theo cái con số. Chúng ta bỏ ngón tay vô, thí dụ như số 1 chúng ta bỏ vô, chúng ta kéo hết xuống kiểu cái rẹt, buông ra nó chạy trở lại. Rồi số 4 chúng ta bấm vào trong số 4 chúng ta kéo. Ngày hôm nay những người trẻ mà sinh ra trong thế kỷ 21 này nghe cái điều đó họ nói, cái gì vậy mục sư? Thì chúng ta biết nghe. Rồi cái tuổi tôi lớn lên được tiếp xúc là cái điện thoại mà chúng ta gọi là điện thoại bàn ấy. Có sự gì nó cắm vào trong cái tường. Người ta cũng có cái tiến bộ đó, là bây giờ làm sao cho nó giản tiện hơn, nhưng mà vẫn còn tùy thuộc vào trong cái phím bấm. Cho nên cái điện thoại của chúng ta thì vẫn có cái ô vuông trong đó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 số 0 rồi hai cái dấu kia. Còn bấm chúng ta cũng bấm vào con số đó. Rồi phát minh của con người nghĩ đến cái vấn đề nó tiện dụng hơn là mình xài mà không có dây cắm vào trong cái tường, gọi là điện thoại không dây, cũng vẫn mô hình đó. Rồi khi điện thoại không dây mà điện thoại có thể sử dụng internet là đường truyền của hãng truyền thông, cái điện thoại mà ngày xưa chúng ta đã từng có cũng những cái con số đó. Cho đến ngày người ta giới thiệu một cái điện thoại thì nhiều người lắc đầu nói rằng cái ông này ông điên rồi, cái màn hình nó láng như vậy, đâu có cái con số gì để mình bấm ở trên đó, không có nút bấm, cũng có cái chỗ gì để mình bấm on, mà chỉ có cái cục tròn tròn ở dưới rồi cái mặt nó phẳng như vậy, làm sao được. Nhưng mà có người đó đã có một cái sự thay đổi trong mô hình suy nghĩ ở trong tư tưởng của mình.
nó có thể làm được. Ngày hôm nay chúng ta thấy điện thoại khôn ngoan của chúng ta bấm số điện thoại trên màn hình, cả bên Android lẫn Apple, chúng ta thấy nó đã xảy ra. Hệ thống tư tưởng của chúng ta được đặt ở trong chúng ta là nền tảng để trước khi não bộ của chúng ta phân tách một vấn đề rồi truyền lệnh cho tay chân của chúng ta hoạt động, cái điều đó nó cần phải được thay đổi. Bởi vì nếu không thay đổi thì nó cũng sẽ phản ứng tương tự như những lần trước. Anh chị em, Chúa dựng nên chúng ta cho nhiều hơn là những gì chúng ta kinh nghiệm. Chúng ta cần thay đổi. Để khi chúng ta nhìn vào trong một góc cạnh nào đó của đời sống của chúng ta, chúng ta thấy không đúng như Chúa ngài đã định, chúng ta không chấp nhận, chúng ta phản ứng khác. Tôi nhớ khi đi vào dự chương trình huấn luyện của một mục sư, một giáo sĩ về hội thánh đơn giản mà chúng ta đang áp dụng. Ông đến một lúc thì cái nước mà ông ở đó để phục vụ thì người ta tìm để bắt ông bỏ tù. Cho nên ông gặp gỡ các một sự lãnh đạo mà Chúa cho ông đi từ cái chỗ bắt đầu khi ông đến cái đảo đó thì không có một cái đốc nhân nào. Cho đến ngày ông rời đó, hơn 2 triệu người đã tin Chúa và gia nhập trong các nhóm của ông. Ông gọi các mục sư lãnh đạo về để ông có cơ hội chia tay trước khi ông lặn mất khỏi cái đất nước đó. Ông trở về Mỹ. Mọi người đi những đoạn đường rất là xa đến nơi. Thì khi đến nơi thì trong lúc anh em chuẩn bị có một cái buổi nhóm, buổi cầu nguyện để ông có những lời chia tay, thì có một mục sư lãnh đạo nhận cú điện thoại. Ông xin lớn với các anh em, bước ra bên ngoài, nghe điện thoại xong, ông trở vô và nói rằng: "Xin chào giáo sĩ, tôi phải đi gấp." Mọi người nói rằng: "Anh mới đến, sao mà anh đi gấp đi?" Nói rằng: "Có một anh em của tôi vừa mới bị người ta đánh chết, để anh hướng dẫn một buổi học kinh thánh. Tôi phải đi đến đó để gọi anh sống lại." Các giáo sĩ cũng như những người khác bất ngờ. Những huấn luyện của tôi với mục sư đó, với vị giáo sĩ đó, ông nói như thế này: trong cái đầu của ông á, ông không bao giờ nghĩ đến là khi một anh em của mình bị đánh chết, mình sẽ đi đến đó để gọi người đó sống lại. Trong đầu ông được huấn luyện và ông thấy từ nhỏ cho đến giây phút đó đó, nếu có một anh em của mình bị bắt bớ, bị giết, bị tử đạo đó, thì mình gọi điện thoại về trung tâm của mình và xin giúp đỡ để mình chuẩn bị để chôn cất cái người anh em này. Chứ không bao giờ có một chút nào ý tưởng là sẽ gọi người chết sống lại. Ông đi đến kết luận: chúng ta đã được huấn luyện đã uốn nắn luôn cả trong cái lối suy nghĩ của chúng ta. Và đó là chuyện tự nhiên. Anh cho em nghe, khi mà thấy một đứa thiếu niên mà nó lớn lên bắt đầu nó nổi loạn, cha mẹ của các em khác đến khuyên, vợ chồng mà đang khóc thì con của mình nó đến tuổi vậy thành niên bắt đầu nó nổi loạn, thì nói không sao, đó chuyện đó là chuyện bình thường. Nó như vậy và chúng ta chấp nhận nó. Tôi nhớ có những người đến nhìn cái đầu của tôi và nói: tóc mục sư còn đen, chưa có một cọng tóc bạc nữa, mục sư để dành cho ngài các con gái của mục sư mà nó đến tuổi dậy thì đó, thì lúc đó mục sư để dành cho ngài đó vì nó sẽ bạc trắng hết. Tôi nói trong lòng tôi không nhận cái điều này. Chuyện mà người ta nghĩ là bình thường, chúng ta nếu nghĩ nó cũng là bình thường thì chúng ta không ở trong giáo ước của Đức Chúa Trời. Người của giáo ước, chúng ta ở trong một khế ước, một giáo ước với Đức Chúa Trời toàn năng, thì cái lối suy nghĩ của chúng ta phải khác. Cái điều đáng tiếc mà chúng ta thấy ở tại đây đó là nhiều người luôn cả ở trong giáo hội, ở trong hội thánh, con cái của Chúa chấp nhận cái sự sống thiếu hụt của mình. Cho rằng hoàn cảnh thời thế nó như vậy thì mình cũng phải tập sống với khó khăn. Nếu như vậy thì tất cả những gì Đức Chúa Giêsu ngài đã chịu và đóng đinh trên thập tự giá là vô ích. Nhưng mà ngài là đấng cứu chuộc. Ngày đến để chuộc chúng ta trở lại, ngày đến để mang chúng ta trở về với chương trình nguyên thủy của Đức Chúa Trời. Ngài đã bằng lòng trả một cái giá rất đắt để chuộc chúng ta về. Đáng tiếc là bởi vì như lời của Chúa đã nói qua tiên tri Ô-sê, Đức Chúa Trời than thở: dân ta bị hủy diệt vì thiếu hiểu biết. Ngài đã dắt tôi đến một câu chuyện mà tôi đọc ở trước đây. Đó là có một người đi thăm một bà già ở trong một cái khu ô chuột. Bà đang hấp hối. Chứ vào và ngồi cạnh giường của bà thì mới thấy trên vách tường của bà có một cái khung hình. Ở trong đó không có hình, nhưng mà có một cái tờ giấy, nó đã đổi màu vàng rồi, bởi vì nó đã nhiều năm rồi.
Thông giác bác cũng hỏi gì chứ, thưa bà, cái khung nó là cái gì vậy? Bà nói rằng trước đây tôi có làm việc cho một ông nhà giàu. Ông giàu khó lắm mà không có con cái. Trước khi ông qua đời thì ông cho tôi cái tờ giấy này. Tôi vì thương ông nhưng mà không biết đọc chữ, cho nên tôi mang về và để nhớ đến cái người chủ của mình. Tôi đóng khung và treo nó trên vách tường gần 50 năm qua. Cứ nghe tiếng gần lại nhìn vào trong cái tờ giấy đó, kinh ngạc. Bà nói, bà ơi, bà có biết điều gì không? Cái tờ giấy này chính là di chúc của ông nhà giàu đó. Ông nói rằng khi ông qua đời thì tất cả tài sản của ông thuộc về bà. Hả? Sau khi chủ qua đời, bà này tiếp tục đi làm và kiếm được những cái số tiền rất nhỏ, tiếp tục sống cuộc sống nghèo, trong khi bà được một cái di chúc của người chủ giàu có để lại cho bà tất cả tài sản của ông. Bà khổ sở một cách vô ích, sống một cách thiếu thốn, một cách không cần thiết, vì thiếu sự hiểu biết. Anh Trang nói câu chuyện này nữa. Anh Trang, đó là tình trạng của rất nhiều cơ đốc nhân ngày hôm nay. Đức Chúa Giêsu để lại cho chúng ta một gia tài khổng lồ. Đức Chúa Trời nói với chúng ta trong lời của Ngài rằng những gì thuộc về Ngài là thuộc về chúng ta. Những gì Ngài có là thuộc về chúng ta. Anh Trang còn nhớ Đức Chúa Giêsu nói, người cha nói với đứa con trai cả trong nhà không? Con ơi, tất cả những gì trong nhà này của cha là của con. Em sống ở trong cái thái độ đem so sánh mình với lại cái đứa con hư hỏng của cha của mình, đứa em của mình đó. Con ở trong nhà muốn bắt một con dê con để làm thịt để ăn tiệc với bạn mà con không được, còn coi cái thằng con của cha thì nó phá hết tài sản mà cha đã chia ra cho nó, bây giờ nó về cha lấy bò con mập ra giết làm thịt. Anh em không hiểu điều mà anh có. Cho tôi nhắc nhở anh chị em, Chúa dựng nên chúng ta cho nhiều hơn là những gì chúng ta đang kinh nghiệm. Điều mà chúng ta cần đó là một sự mặc khải từ lời của Chúa, để chúng ta hiểu đặc quyền của chúng ta là những người sống ở trong giao ước của Chúa, là những người đã được Đức Chúa Giêsu mời đến và nói rằng chén này là giao ước mới trong huyết ta. Có một giao ước mà chính Đức Chúa Giêsu Ngài đã ký với những người tiếp nhận sự cứu rỗi của Ngài. Giao ước được ký bằng chính huyết của Ngài. Giao ước đó có giá trị rất là lớn trong đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Miễn là chúng ta nhận biết và bám chặt lấy Ngài thì chúng ta sẽ nhận được tất cả những phước hạnh mà Chúa Ngài đã định. Chúng ta nhớ phước hạnh đầu tiên Chúa công bố trên nhân loại không? Sau khi dựng nên loài người của chúng ta, Chúa Ngài nhìn Adam và Chúa nói rằng hãy sanh sản thêm nhiều và làm cho đầy dãy đất này. Chúa dựng nên Adam cũng như chúng ta cho là những điều nhiều hơn chúng ta kinh nghiệm. Sanh sản thêm nhiều và làm cho đầy dãy đất. Chúa có nghiêm túc điều này không? Một ông làm gì, một con người làm gì có thể làm đầy dãy đất này được? Được. 6.000 năm sau khi Adam được Chúa Ngài dựng nên và ban phước, lời ban phước đó từ nơi một con người đó, hiện tại trên thế giới của chúng ta có hơn 7 tỷ người đang sống ở trên mặt đất này, chưa tính những người trải qua mất các thời đại trong 6.000 năm qua đã sinh ra và đã qua đời. Ngay trong giây phút này, từ nơi một con người, từ nơi Adam đó, Đức Chúa Trời khi Ngài ban phước, Ngài đã dành sẵn ở trong ông tất cả những gì cần có để ông có thể làm cho đầy dãy mặt đất này. Cảm ơn Chúa. Chúa đặt ở trong Adam đủ những cái hạt giống mà cho có đủ thời gian ông đã làm cho đầy dãy mặt đất này. Bởi vì Đức Chúa Trời khi Ngài ban phước và Ngài truyền lệnh cho phước của Ngài đổ ra thì Ngài không vô lý mà không cho chúng ta những gì cần có để chúng ta có thể sống đúng theo như lời ban phước của Chúa. Amen. Như vậy, nếu chúng ta sống mà thiếu, chúng ta sống mà không đủ thì đừng chấp nhận điều đó. Chúng ta có thể vui hưởng sự kết quả nhiều vì Chúa Ngài ban phước và Ngài định chúng ta phải sống như vậy. Cho nên xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta sẽ đứng vững, biết được trong ơn của Chúa, hoặc cho cuộc đời của chúng ta sẽ sống trong mức độ mà Chúa Ngài đã định. Cảm ơn Chúa. Khi Chúa Ngài cho tôi hiểu được nguyên tắc này thì nó thay đổi cái nhìn của tôi. Tôi nhớ lúc nhỏ lớn lên ở trong hội thánh, đi nhà thờ, nghe
trong giờ dâng hiến. Cảm ơn Chúa vì số tiền nhỏ mọn này chúng con dâng lên cho Chúa, của ít lòng nhiều. Xin Chúa ban phước trên hội thánh nhỏ bé của chúng con. Hội thánh của Chúa đâu có phải là hội thánh nhỏ bé. Của ít thì không thể lòng nhiều được ở trong đó. Nhưng bởi vì sự thiếu thốn, bởi vì những gì chúng ta không nhận được và chúng ta không hiểu, trong giáo ước của Chúa chúng ta giàu có và phước hạnh đến cỡ nào, nó thay đổi cái nhìn của tôi. Và tôi phải học, bởi vì lúc mới bắt đầu thì Chúa tôi cũng bắt gặp chính mình. Sau khi nhận tiền nhân lúc đó, Chúa huấn luyện kịp cho anh chị em để có thể giúp để cầu nguyện dâng hiến. Chúng ta gặp chính mình là Chúa, chúng con nhân Chúa số tiền nhỏ này, nó nhỏ thiệt. Nhưng khi hiểu tôi tập và cải huấn không cho cái miệng của mình nói nhân cho Chúa số tiền nhỏ, từ cái hội thánh nhỏ bé, bởi vì Chúa định tin lành của Chúa là tin lành cho nhân dân. Hội thánh của Chúa là một hội thánh vĩ đại, lớn lao, hùng mạnh ở trong ơn của Chúa, để Chúa ban cho địa vị như là một cái thành được cất ở trên đồi cao, không gì có thể che khuất được. Thì chúng ta đừng nói nhỏ, mà cũng đừng giới hạn hội thánh của Chúa, đời sống của chúng ta trong cái mô hình với suy nghĩ cũ của chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta được mở rộng. Khi chúng ta hiểu biết và được Chúa làm sáng mắt, chúng ta sẽ trở nên khôn ngoan sáng rực ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải có sự hiểu biết và giao ước của Chúa để đời sống của chúng ta có thể kinh nghiệm được sự đắc thắng, sự phong phú trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Tôi hình dung Chúa muốn cho chúng ta thay đổi. Tôi nhớ lúc nhỏ bị mấy bạn cùng lớp nó chặn đường, nó lấy tiền ăn sáng của mình. Nó đưa tay, nó kêu đưa tiền, móc hết trong túi tiền mà gia đình cho để đi ăn xôi ở trước cổng trường, để vô trường có cái bụng nó no chút để đi học ấy. Nó lấy móc hết vừa móc mà vừa rúng rúng nước mắt đưa cho nó. Ông ngoại tôi lúc đó chiếc xe đạp hồi xưa có một cái yên nhỏ ở phía trước. Tôi nhớ ông đi rước tôi, ông cho ngồi ở trên cái chỗ đó, mà vừa lớn hơn cái tầm nhìn của ông. Nhưng ông đạp, ông hỏi sao con đi học bữa nay làm sao. Ông già con đói quá. Ông nói sao đói. Ông già, tại vì cái bạn đó nó chặn đường, nó lấy tiền ăn sáng của con. Ông ngoại tôi nói ông sẽ đưa con đến đó để mắng nhúng bà mẹ nó. Nói xong bà mẹ nó xin lỗi, nhưng mà nó vẫn chặn đường tôi ngày hôm sau như những lần trước. Tôi về tôi nói báo cáo cho ông ngoại tôi. Ông ngoại tôi nói không chấp nhận chuyện này, ông không muốn dắt con đi mắng nhúng nữa. Ông ra lệnh cho ba mẹ tôi cho nó đi học võ. Sau đó thay đổi. Tôi nhớ như ngày hôm qua, nó đến nó đưa tay nó đòi tiền. Bây giờ mình học biết chút đỉnh. Cho cái gì? Không phải một nắm xôi mà một nắm. Nó quản hồn từ đó đến sau, nó không đòi tiền nữa. Chúa muốn chúng ta không có đi, Chúa ơi nắm tay con đi mắng vốn, nhà của ma quỷ, con cháu của ma quỷ nó đánh đập, nó đòi tiền con. Chúa muốn chúng ta biết mình có võ, biết mình có quyền năng, có địa vị ở trong Chúa, trong phước hạnh của Chúa. Chúng ta thuộc về hoàng tộc, chúng ta có một Đức Chúa Trời toàn năng, là Đức Chúa Trời của chúng ta, cũng là cha chúng ta. Chúng ta là người của giàu nước. Hãy có một sự đổi mới và đi lên trong danh Đức Chúa Giêsu. Bây giờ chúng ta suy nghĩ giàu nước. Phục truyền người lời ký chương 8 câu số 18, lời của Chúa ghi như thế này: hãy nhớ lại Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ngươi, vì ấy là Ngài ban cho ngươi sức lực đoạt được những sản nghiệp, để làm trọn sự giao ước của Ngài đã thề cùng với tổ phụ ngươi, y như Ngài đã làm ngày nay. Chúng ta để ý đến ngày nay. Giao ước của Chúa luôn luôn là giao ước của ngày nay, không phải của năm trước, của thế kỷ trước, của thế hệ trước, nhưng mà là giao ước của ngày nay. Vì Đức Chúa Trời chúng ta là Đức Chúa Trời hàng sống. Chúa, lời của Chúa qua môi miệng của Môi-se nhắc cho dân sự của Chúa hãy nhớ lại Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Nhớ chuyện gì? Vì cái giao ước mà Chúa Ngài đã định cho dân sự của Chúa đó, thì Ngài ban cho họ, ai của họ sức lực để đoạt được những sản nghiệp. Chúa thêm sức, Chúa ban ơn để chúng ta có một tay mạnh sức.
Chứ đừng đưa cho kẻ thù của chúng ta nắm xôi lót lòng của chúng ta, mà hãy cho nó một đấm. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ, mày cút khỏi chỗ này. Lý do mà Chúa Ngài ban cho họ sức lực để đoạt được những sản nghiệp là để Ngài làm trọn sự giao ước của Ngài đã thề cùng tổ phụ họ. Giao ước mà Chúa Ngài đã lập, Ngài sẽ tiếp tục đứng ở phía sau để yểm trợ và khiến cho giao ước nó luôn luôn là hợp pháp và hiệu lực. Cảm ơn Chúa. Khi chúng ta biết mình bước đi trong giao ước của Chúa và tìm kiếm Chúa một cách hết lòng, thì Sử Ký thứ 2 chương 15 câu 12 15 chép: chúng toàn ước hay là giao ước với nhau hết lòng, hết ý tìm kiếm Jehovah Đức Chúa Trời của tổ phụ mình. Và hãy ai không tìm kiếm Jehovah Đức Chúa Trời của Israel thì sẽ bị xử tử vô luận nhỏ hay lớn. Họ nghiêm trọng đến như vậy. Dân của Chúa là phải ở trong giao ước của Chúa. Ai mà từ chối việc này đáng bị xử tử. Lớn nhỏ gì không cần biết, bởi vì ở trong giao ước của Chúa mới có được sự bảo vệ. Câu số 14: chúng cất tiếng lớn mà thề cùng Jehovah, reo mừng thổi kèn thổi còi, cả Juda đều vui mừng về lời thề ấy, vì chúng hết lòng mà phát thề và hết ý tìm cầu Đức Jehovah, rồi chúng tìm gặp Ngài đặng. Đức Jehovah bèn ban cho chúng được bình an bốn phía. Anh chị em, khi chúng ta ở trong giao ước, Chúa Ngài có thể giúp cho chúng ta kinh nghiệm được sự bình an bốn phía. Trong tiếng Anh là round about. Sự bình an của Chúa bao quanh chúng ta tứ phía, tròn trịa, không chỗ nào là có lỗ hổng. Giao ước của Chúa với chúng ta chắc chắn như ngày và đêm. Sáng Thế Ký chương 8 câu số 22 cho chúng ta thấy, lời của Chúa cho chúng ta thấy khi nào sự sống còn thì giao ước của Ngài với chúng ta cũng vẫn y nguyên như vậy. Hễ đất còn thì mùa gieo giống cùng mùa gặt hái, lạnh và nóng, mùa hạ cùng mùa đông, ngày và đêm chẳng bao giờ tuyệt được. Chúng ta cùng nhau khám phá về giáo ước, và một khi chúng ta bước vào, chúng ta sẽ thấy kết quả. Xin Chúa giúp đỡ để chúng ta sẽ làm công việc này. Bạn chị em, đây là điều mà chúng ta hãy ảnh diện rao báo cho những người thân thương, gia tộc của chúng ta. Đa số là nghèo, phải không? Vừa đủ ăn, đủ xài. Cho họ biết có một giáo ước của Đức Chúa Trời hàng sống đã được thực hiện qua sự hy sinh của Đức Chúa Giêsu. Khi người thân thương của chúng ta, những người lân cận chúng ta bước vào trong giáo ước này, cuộc đời của họ sẽ hoàn toàn thay đổi. Không phải chỉ trong đời này mà kéo dài cho đến đời đời. Điều thứ hai mà chúng ta cùng suy nghĩ là một giao ước là gì? Giao ước như một khế ước luôn có nhất hai hoặc ba người, và trong trường hợp này là giữa bạn với Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúa là người ký khế ước, còn chúng ta là người nhận khế ước. Chúng ta là người được thừa hưởng. Cảm ơn Chúa. Cho nên điều mà chúng ta cần đó là hiểu biết cách đầy đủ về khế ước gồm có những điều gì. Cảm ơn Chúa. Trở lại với Phục Truyền 8:18: để làm trọn sự giao ước của Ngài đã thề cùng tổ phụ ngươi, y như Ngài đã làm ngày hôm nay. Y như Ngài đã làm ngày hôm nay. Giao ước luôn luôn ở trong thì hiện tại, cho nên nó có kết quả trong mọi thế hệ. Và chúng ta thấy điều đó. Đó là điều mà Chúa Ngài nói với giao ước của Ngài ký với Abraham là cha. Ở trong Sáng Thế Ký chương 26 câu 1 và câu 12 chép: trừ cơn đói kém thứ nhất ở trong đời Abraham, bây giờ tại xứ lại có một lần nữa, Isaac bèn đi đến Abimelech, vua Philistin tại Gera. Isaac gieo hột giống trong xứ đó, năm ấy gặt được bội trăm phần vì Đức Giê-hô-va đã ban phước cho. Trong xứ có hạn hán đói kém. Ở trong thời của Abraham, Chúa Ngài đã hành động và Ngài ban phước cho. Đến thời con, bởi vì giáo ước của Chúa là giáo ước y như ngày hôm nay đó, đến đời con là Isaac, giáo ước của Chúa vẫn cùng một hiệu lực. Trong sự có đói kém có nghĩa là có hạn hán. Isaac đem giống ra gieo. Đến cái lúc thu hoạch, ông gặt được 100 lần hơn. Không phải gặt được 100% mà 100 lần hơn. Thí dụ ông gieo ra một thùng hạt giống thì ông gặt được 100 thùng. Ông gieo một tạ thì ông gặt được 100 tạ. Ông gieo một tấn, ông được 100 tấn. Trong khi chúng ta hình dung ruộng của những người xung quanh nó chết cháy, thì ruộng của Isaac vẫn xanh tươi và ra kết quả gấp trăm lần hơn những gì ông gieo. Chúa cho chúng ta ăn bánh vẽ hay là lẽ thật là trong giáo ước của Chúa thì thời tiết hạn hán cũng không có thể giới hạn được
giao ước của Chúa đã định cho những kẻ ở trong giao ước với Chúa. Amen chưa? Đáng anh chị em vỗ tay đi. Không có hạn hán nào, không có cái tình trạng của thời tiết nào có thể ngăn trở được phước của Chúa đổ xuống trên chúng ta. Anh chị em còn nhớ trong những ngày đại dịch không? Tôi kêu gọi anh chị em làm cái công việc. Có thể có ai đó chưa hiểu thì nói: ông sư Khánh sao lúc này ông cứ kêu gọi dân hiến dữ quá, bộ hồ thánh sắp hết tiền, không có đủ tiền để sinh hoạt, cho nên ông phải nói ráo nước miếng để kêu gọi. Không anh chị em, tôi muốn anh chị em kinh nghiệm được giao ước của Đức Chúa Trời. Và nhớ những ngày đó tôi cầu nguyện như thế nào: xin Chúa ban phước và giúp đỡ để chúng con có thể kinh nghiệm, và qua cuộc đời của chúng con, Chúa chứng minh cho mọi người biết rằng ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời không bị giới hạn bởi dịch lệ hay là thời tiết hay bất cứ điều gì, vì chúng con là những người của vương quốc của Đức Chúa Trời. Có ai đã dâng hiến trong những ngày đại dịch? Bây giờ thấy tiếc, không phải lúc đó tôi đã dành tiền cho người dâng hiến, bây giờ tôi không có đồng nào hết. Không. Vì chính miệng của các anh chị em đã làm chứng với tôi: ông sư ơi, lạ lùng lắm, trong những ngày dịch lệ làm ít mà tiền nhiều, bây giờ tiền của tôi nhiều hơn là trước đại dịch. Cảm ơn Chúa. Đúng là chúng ta thuộc về nền kinh tế của vương quốc của Đức Chúa Trời. Nền kinh tế nó không bị giới hạn bởi dịch lệ, hạn hán hay bất cứ một điều gì hết. Và chúng ta là người giao ước, Chúa ngày hứa ngày ban phước trên chúng ta. Nếu Abraham Chúa đã làm ở trong cơn hạn hán đói kém ở trong thời của ông, con trai của ông là Isaac cũng được Đức Chúa Trời ngày ban phước như vậy. Chúng ta các thế hệ sau, nếu chúng ta quyết định đứng ở trong giao ước với Đức Chúa Trời, không bỏ Chúa, không tách rẽ khỏi Ngài như cành nho liền gốc, thì sự sống của Chúa sẽ chảy qua chúng ta, sẽ ban phước trên đời sống của chúng ta mà không nhiều có thể ngăn cản được. Amen. Cảm ơn Chúa. Cho nên ai có giận bây giờ rút lời lại đi. Tôi không bao giờ xúi anh chị em làm bậy đâu. Tôi đứng ở trước mặt Chúa và chịu trách nhiệm với những gì tôi giảng từ nơi lời của Đức Chúa Trời. Muốn anh chị em được phước và chúng tôi yêu thương anh chị em lắm. Tôi không có một cái ý nào là xúi họ để họ dâng hiến cho họ nghèo chơi. Không có. Dạy để anh chị em biết ở trong giáo lý của Đức Chúa Trời luôn luôn cái nguyên tắc của Chúa, người ta định hễ mặt trời còn mọc, có ngày và đêm, thì người ta gieo giống ra người ta sẽ gặt được. Chúa đã định như vậy. Mà không gieo thì ráng chịu. Cái gì mà còn nằm ở trong tay của chúng ta là giống mà chúng ta gieo ra, thì chúng ta mới thấy cái mùa thu hoạch. Phước của Chúa cũng giống như vậy. Đức Chúa Trời không định chúng ta được phước để chúng ta giữ riêng, nhưng mà được phước để làm mùa phước. Chúng ta càng rời rộng chừng nào, Đức Chúa Trời càng ban phước trên chúng ta chừng đó. Giáo ước của Chúa mạnh mẽ hơn thời tiết, giáo ước của Chúa mạnh mẽ hơn dịch lệ, giáo ước của Chúa luôn luôn đem lại phước hạnh cho những kẻ thuộc về Ngài. Cảm ơn Chúa. Vì giáo ước của Chúa mà Chúa ngài làm cho tay của dân Israel mạnh sức để họ vào, họ chiếm lấy xứ, họ làm nên những của cải. Vì Đức Chúa đã ban phước cho nó. Có một sự khủng hoảng ở trong xứ Ai Cập trong cơn đói kém tại chánh thiên mục. Nhưng ngay ở giữa nguy cơ đó, thì sáng thế ký chương 47 của họ ngày chết, và Israel trú ngụ ở trong miền Goshen thuộc về xứ Ai Cập, gây được cơ nghiệp tại đó, sâm sản và thêm lên bội phần. Cảm ơn Chúa. Giáo huấn của Chúa thật mạnh mẽ vô cùng, mà sự bao phủ vững mạnh nhất trong mọi khủng hoảng của đời sống. Hãy nhận biết Đức Chúa đã dựng nên chúng ta để được nhiều hơn, để sống rời rộng hơn, để sống mạnh mẽ hơn, phước hạnh hơn, vì chúng ta là người của giáo ước của Chúa. Cho nên giáo ước một khi đã hiểu rõ sẽ khiến chúng ta trở nên những ngôi sao sáng ở giữa thế gian này. Đó là điều mà chúng tôi khích lệ đến chị em: đừng đi tìm những cái việc làm, những chuyện để làm nổi, để kiếm danh tiếng. Hãy đứng trong giáo ước của Chúa, và Đức Chúa Trời ngài sẽ làm cho anh chị em được nổi tiếng. Tôi sẽ chứng minh điều đó khi chúng ta kết thúc sự điệp này ngày hôm nay. Cho nên anh chị em yêu dấu của tôi tha thiết kêu gọi tất cả anh chị em hãy đón nhận và trân quý giáo ước của Chúa. Thi Thiên 89 câu 34 chép: ta sẽ không hề bội giáo ước ta. Đó là lời của Chúa, chính miệng của Đức Chúa nói: ta sẽ không hề bội giáo ước của ta, cũng chẳng bội lời đã ra khỏi miệng ta. Cho nên nếu Chúa không bẻ gãy giáo ước, thì đừng ai cố gắng hủy bỏ giáo ước với Ngài. Chúng ta chỉ rước cái khổ vào thân của mình. Đứng ở trong giáo ước của Chúa, khi chúng ta nắm giữ giáo ước với Chúa và áp dụng vào đời sống, Chúa sẽ giữ phần của Ngài. Mà nếu giáo ước của Chúa được dính liền với Ngài vào đêm, thì thật dạy cho chúng ta cố tình bội giáo ước với Chúa. Chúa đã định, và Chúa sẽ không bao giờ
bỏ cái giao ước của Ngài với chúng ta. Cảm ơn Chúa. Con dân của Chúa gặp nhiều giật lùi chỉ vì chúng ta thiếu quân bình và thiếu hiểu biết về giao ước của Chúa. Xin Chúa cho để loạt bài này cũng như sứ điệp ngày hôm nay sẽ đổi lối suy nghĩ của anh chị em. Vì chúng ta tập, chúng ta nhìn thấy cái gì nó không đúng theo lời của Chúa là chúng ta không nhận nó. Mặc dù cái lời khuyên mà tôi đã từng chia sẻ với anh chị em của những người đi trước, có con đã trải qua cái tuổi dậy thì đó. Anh mục sư để dành tóc bạc của mục sư cho con của mục sư khi chúng nó đến tuổi dậy thì. Tôi có sự lựa chọn trong lúc đó. Ồ thôi rồi, phải rồi, chuyện nó sẽ như vậy. Bởi vì thường tình của cuộc đời là như vậy. Thì tôi cũng sẽ giống như tất cả mọi người. Nhưng không, tôi là người giấu ước, tôi là câu tế của Đức Chúa Trời. Tôi hiểu được lời của Đức Chúa Trời và tôi nắm giữ lời Đức Chúa Trời, cho nên tôi không nhận điều đó. Anh chị em tập không nhận những điều mà kẻ cướp giết và quỷ diệt toàn làm trong đời sống của chúng ta. Học nhận những gì Chúa yêu dấu của chúng ta đến để ban cho chúng ta sự sống và sự sống dư dật ở trong ơn của Ngài. Tại sao chúng ta hiểu và biết được rằng mình được Chúa Ngài dựng nên cho nhiều hơn? Vì tất cả những gì Đức Chúa Giêsu Ngài đã làm cho chúng ta. Điều cuối mà tôi mời anh chị em suy nghĩ trong ngày hôm nay đó là chúng ta có phần ở trong giao ước của Chúa. Giao ước mà Ngài đã thề cùng với tổ Abraham ở trong phục truyền 8:18 không bao giờ qua đi với cựu ước, vẫn còn với chúng ta trong ngày hôm nay. Giao ước mà Ngài đã nói với Abraham ở trong Sáng Thế Ký chương 12 vẫn còn áp dụng trong ngày hôm nay. Tại sao? Tại sao chúng ta là người dân ngoại, chúng ta là những người không thuộc về Chúa? Cảm ơn Chúa, đó là trước đây, nhưng bây giờ chúng ta là dân của Chúa, thuộc về Ngài qua công lao cứu chuộc của Đức Chúa Jesus Christ. Dám để ý, công lao cứu và chuộc về của Đức Chúa Jesus Christ Ngài đã thực hiện cho chúng ta. Galatia chương 3 câu 13 và 14, khi chúng ta học điều này thì kể từ ngày hôm nay chấm dứt việc mỗi lần chúng ta có xem phim về cuộc đời của Chúa Giêsu, khi thấy Chúa Ngài bị đánh đòn như vậy mình cũng buồn lưu buồn lo, mình khóc tội nghiệp Chúa quá, tội nghiệp Chúa. Đừng tội nghiệp Chúa, mà hãy biết ơn Ngài vì Chúa Ngài trải qua như điều đó vì chúng ta đó anh chị em. Chúng ta thấy Chúa Ngài chịu trận vì bị đánh đập như vậy, Ngài không thể làm gì được, không, Ngài bằng lòng trải qua những điều đó. Tại sao? Vì Ngài yêu chúng ta và muốn chúng ta có một cuộc sống được nhiều hơn. Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa xả của luật pháp. Bởi Ngài đã nên sự rủa xả vì chúng ta, vì có lời chết đáng rủa thay cho kẻ bị treo trên cây gỗ. Anh chàng có biết tại sao Chúa Giêsu bị treo trên cây gỗ không? Ngài đã đứng vào trong vị trí chịu sự rủa xả vì chúng ta. Cảm ơn Chúa. Ngài không có tội, Ngài cũng không làm bất cứ một điều gì gây ra hậu quả như vậy, nhưng Chúa bằng lòng tại vì tội của chúng ta đó anh chàng. Tội của tổ phụ của chúng ta đã làm đó. Và đáng lý ra cuộc đời của chúng ta là đi xuống theo như điều mà người chưa biết Chúa người ta đã nghĩ như vậy và định như vậy. Cuộc đời nó chỉ có tồi tệ hơn thôi. Ừ, lúc mới yêu nhau thì yêu gọi là yêu nhắm mắt yêu, nhưng mà sống với nhau một lúc rồi cho biết. Và có những câu nói, ví dụ như ở trong cái rò có 9 con rắn, có một con lươn thôi mà ai cũng thò tay vô hết. Cái rọ của hôn nhân đó. Nghĩ hôn nhân là yêu nhau, nó trải qua 3 kỳ. Kỳ thứ nhất đó là thân mật, kỳ thứ hai là trăng mật, rồi kỳ thứ ba cái giai đoạn mà sống nhau thời gian là dập mật. Cái đó có trong lời của Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời Ngài ban phước trên đời sống của chúng ta, hôn nhân của chúng ta, để chúng ta được phước và làm nguồn phước. Đừng chấp nhận anh chị em. Chúa Ngài đã chịu nên sự rửa xả thay thế cho chúng ta, vì lời của chúng ta đáng rửa thay cho kẻ bị treo trên cây gỗ. Tại sao? Để Ngài có thể giúp chúng ta bước vào để hưởng phước lành của Abraham. Cảm ơn Chúa. Hầu cho phước lành ban cho Abraham nhờ Đức Chúa Jesus Christ mà được rải khắp trên dân ngoại. Cảm ơn Chúa. Chúng ta đáng lý không được những điều này. Vì khi Đức Chúa Trời Ngài nhìn xuống thế gian này trong lúc bây giờ, Ngài tìm một người để Ngài có thể gọi, để sống ở trong đức tin với Ngài, đi ở trong giáo ước của Ngài, Ngài tìm khắp không thấy có một người Việt Nam nào. Ngài nhìn tuốt qua bên xứ Ur-rơ thấy có một người tên là Abraham. Chú thấy tấm lòng của ông chú nói, Abraham, hãy ra khỏi dòng bà con của ngươi, đi đến nơi mà ta sẽ ban cho ngươi.
Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta Abraham đi trong sự vâng lời, đi mà không biết mình đi đâu. Tôi có nhiều khi học Kinh Thánh, tôi nói rằng Chúa ước gì trong cái thời đó có một ông Việt Nam nào có một tâm lòng lắng nghe tiếng của ông trời phán mà đáp ứng lại một cách nhanh chóng như Abraham, thì chúng con không khổ trong nhiều ngàn năm như vậy. Cảm ơn Chúa. Chúng ta không cần phải tiếc nữa như vậy, bởi vì qua Đức Chúa Jesus Christ, tất cả chúng ta là những người từng ở trong ngoài đó, bây giờ chúng ta là người nhà của Đức Chúa Trời. Nhờ Đức Christ, nhờ Đức Chúa Jesus Christ mà sự rải khắp nhân gian trên dân ngoại lại hầu cho chúng ta chạy đức tin và nhận lãnh Đức Thánh Linh đã hứa cho. Bây giờ chúng ta cần hỏi phước lành ban cho Abraham là cái gì. Chúng ta trở lại với Ngài Chúa, Ngài phán điều này khi Ngài lập giao ước với Abraham. Sáng Thế Ký chương 12 câu 2 và câu 3: bởi vì ông vâng lời và đi theo tiếng gọi của Chúa, bước đi trong đức tin và trở nên tổ của đức tin, Chúa nói như thế này: ta sẽ làm cho con thành một dân lớn. Cảm ơn Chúa. Ta sẽ ban phước cho con, ta sẽ làm rạng rỡ dân con, và con sẽ thành một nguồn phước. Câu số 3: ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước con, nguyền rủa kẻ nào nguyền rủa con, mọi dân trên đất sẽ nhờ con mà được phước. Cảm ơn Chúa. Nhờ Đức Chúa Jesus Christ mà Chúa Ngài đã đem phước hạnh này, phước mà Chúa đã ban cho Abraham đó, bây giờ được rải khắp cho dân ngoài. Có ai là người Việt Nam trong thời gian này dám chặn đón phước hạnh đó không? Không, Chúa, con đây, con đây. Có, con đây, con xin đón nhận phước hạnh từ nơi Chúa. Đừng chê, đừng suy nghĩ rằng đời phải khổ. Tình yêu, hôn nhân thì đi qua cái bãi trần gian, cái biển trần gian này, đi qua cái ải khó khăn này. Không, anh chị em, Chúa nghe định phước hạnh của Chúa cho đời sống của chúng ta. Thứ nhất, chúng ta thấy ở đây, Chúa là ban phước cho Abraham là ta sẽ làm cho con thành một dân lớn. Cảm ơn Chúa. Chúa đã chứng minh điều đó với Adam, Ngài cũng đã chứng minh với Abraham. Abraham, con cái thuộc thể của ông, con cháu thuộc thể của ông, bắt đầu từ Isaac, đứa con lời hứa. Và chúng ta thấy điều đó theo như dòng chảy của giáo ước của Chúa ở đây. Nhưng mà rồi, trong Đức Chúa Jesus Christ, thì chúng ta là những người dân ngoại đã được ráp vào, và chúng ta ngày hôm nay cũng có Abraham là tổ đức tin của chúng ta. Thì đúng là Ngài làm cho ông trở nên một dân lớn. Cảm ơn Chúa. Amen anh chị em. Và đây là điều có thể áp dụng cho chúng ta. Mỗi một chúng ta khi Chúa Ngài ban phước và ở trong giáo ước của Chúa, chúng ta cũng có thể thành một dân lớn. Thôi chứ có một người làm gì có chuyện trở thành một dân lớn, một dân tộc lớn được. Chúa có thể làm. Nếu Chúa có thể làm cho một Adam từ một con người mà sau 6.000 năm ngày hôm nay hậu tự của ông có thể lên đến trên 7 tỷ người trên thế giới này, cho có đủ thời gian, Đức Chúa Trời cũng sẽ làm cho tất cả mọi chúng ta từ đây trở nên một dân tộc lớn. Tiềm năng của sự phát triển mà Chúa Ngài ban phước và định trên đời sống của chúng ta là như vậy đó. Chúa dựng nên chúng ta cho việc lớn hơn. Cảm ơn Chúa. Tôi nhận điều này và hình dung cái ngày mà tôi đứng trước mặt Chúa để trả lời về đời sống của tôi sau khi được cứu và được chọn, làm giữ trọn cái lời hứa mà tôi đã hứa trước mặt Chúa, là Chúa, nếu Ngài giữ con sống trong lúc trên tàu của chúng tôi đã hết nước để uống, có 6 người chết khác rồi, là Chúa xin, nếu Ngài giữ con sống, con sẽ dâng những ngày còn lại của cuộc đời của con để giảng về tin lành của Chúa và nói cho mọi người biết về tình thương và ân điển của Chúa. Ngày đó tôi hình dung mình đứng trước mặt Chúa. Con thuộc thể, cảm ơn Chúa, Chúa cho cũng đông. Cảm ơn Chúa. Và Chúa tiếp tục cho nó phát triển. Sẽ có tin vui nhiều hơn nữa trong những ngày sắp đến. Nhưng mà con thuộc linh, sẽ có hàng trăm ngàn người đứng ở phía sau tôi nhờ cái người đó. Mà bây giờ con được ở trong nước của Chúa. Cái sức mạnh của tiềm năng của chúng ta theo như lời bằng phước của Chúa cho Abraham mà bây giờ chúng ta là dân ngoại có thể hưởng được, nó lớn vô cùng anh chị em. Ngài có thể làm công việc đó. Tôi trong những ngày qua, trong lúc kiêng ăn cầu nguyện với anh chị em, tôi nghe lại những lời làm chứng mà luôn được khích lệ về cuộc đời và chức vụ của nhà truyền giáo Reinhard Bonnke. Ông làm chứng thế nào một giáo sĩ đi lạc đường, tìm vào trong một cái làng mà ông đi trong quyền năng và sự sức dầu của Chúa, cho nên khi đến nơi ông hỏi gì chứ, ở trong cái làng này có ai là người cần được cứu? Thì cái người chủ của tiệm bánh nói rằng cái làng này là làng của người Lutheran mà, thưa ông. Tất cả đều là người Lutheran, là người tin lành hết rồi.
Ông đổi câu hỏi, ông nói: ở trong nơi này có cái người nào bệnh nặng nhất không? Thì cái ông chủ tiệm bánh ông nói có. Cái ông Bonki, ông này không biết bị cái chứng bệnh gì đó, nhưng mà mỗi lần ông di chuyển, ông nhúc nhích một cái là cơ thể của ông đau nhất. Ông hét lên suốt ngày suốt đêm. Chúng tôi giới thiệu với ông cái người bệnh nặng nhất ở trong cái làng này. Đó là ông nội của Bonki. Một người đi đến gặp một người bệnh tật, chia sẻ về tình lành của Chúa. Nhân dân Chúa nắm tay ông và nói rằng hãy đứng dậy và bước đi. Tức khắc tất cả những đau nhức trong các khớp xương thân thể của ông được lành ngay tức khắc. Hai ông bà tin Chúa, hướng dẫn cho con trai của mình tin Chúa, sau đó trở thành mục sư. 20 năm sau Bonki sanh ra ở trong gia đình đó và trở nên người đã được Chúa Ngài sử dụng để trong chức vụ của ông ở tại Phi Châu. Ngày ông qua đời, người ta tính lại hết tất cả những người mà đã ký giấy ghi danh qua kết quả của các công cuộc truyền giáo lớn của ông, có 75 triệu người đã biết đến Chúa, được cứu qua chức vụ của ông. Đừng nói với tôi Đức Chúa Trời không thể làm cho mỗi một chúng ta trở nên một dân tộc lớn nếu chúng ta cứ tiếp tục ở trong giao ước và bằng lòng để Chúa Ngài ban phước trên cuộc đời của chúng ta. Nhiều người vẫn còn ở trong cái mô hình suy nghĩ cũ nữa. Qua đen chèm, qua mô hình mới, trong phước hạnh mà Chúa Ngài đã định, điều gì cũng có thể ở trong Đức Chúa Trời. Tại sao ban phước cho con? Cảm ơn Chúa, Chúa hứa như vậy. Anh chị em, ở trong giao ước của Chúa, anh chị em là những người được phước. Mỗi buổi sáng hãy đứng nhìn vào trước gương của mình, đừng mắng thân thể của mình, con người của mình. Lúc này già nha, tóc nó rụng thưa trơn rồi, nhăn có dấu chân chim ở trên này rồi, chỗ này chỗ kia mình cứ nói. Hãy đứng và nói ở trong gương của mình, nhìn và nói rằng hỡi người được phước của Đức Chúa Trời. Người có thân thể đã được Chúa Ngài ban phước. Người có cuộc sống mà Đức Chúa Trời đã định là sống trong phước hạnh của Ngài, vì Ngài đến để tôi được sự sống và được sự sống sung mãn trong Ngài. Ta sẽ làm rạng rỡ danh con. Ô, cảm ơn Chúa. Ở trong lời của Chúa, anh chị em không cần để tự làm nổi, phải để Chúa Ngài làm rạng rỡ danh của chúng ta. Lời của Chúa cho chúng ta một cái chìa khóa rất là tốt đẹp. Chúa nói thay vì chúng ta muốn làm tài tử, làm ngôi sao của màn bạc của Hollywood, hãy làm ngôi sao của Đức Chúa Trời. Những kẻ dắt đưa những người về sự công bình sẽ chiếu sáng như những vì sao đời đời mãi mãi. Cảm ơn Chúa. Siêu sao Elizabeth Taylor già chết, sau đó tắt. Michael Jackson nổi lên như cồn rồi chết tắt. Nhưng mà ngôi sao của những cuộc đời dắt đưa những người chết mất đi vào trong cuộc sống công bình của Đức Chúa Trời, tức là giúp cho họ được cứu đó, thì Chúa Ngài sẽ làm cho những ngôi sao đó chiếu sáng đời đời mãi mãi trên các vòng khung. Hallelujah. Chúa cho nên chị em cũng sẽ được kể vào trong những vì sao đó. Hollywood không thể, có thể không cho chúng ta cái ngôi sao ở trên con đường, trên vỉa hè của Hollywood. Nhưng Đức Chúa Trời sẽ ghi tên chúng ta trong sách sự sống của Ngài, và con sẽ thành một nguồn phước. Đây là cốt lõi của việc Chúa Ngài ban phước trên đời sống của chúng ta. Chúa muốn chúng ta nhận rồi chúng ta giữ riêng, nhưng mà chúng ta nhận để chúng ta làm nguồn phước. Cảm ơn Chúa. Chúa muốn chúng ta được dư dật phong phú đến độ chúng ta có thể làm nguồn phước bất cứ nơi nào chúng ta đi. Chúng ta bước vào ở trong một cái bầu không khí gia đình, hai vợ chồng mới cãi nhau, chúng ta bước vô cái thấy không khí nó thay đổi, bình an, vui vẻ trở lại vì sự có mặt của chúng ta. Chúa ban phước để chúng ta làm nguồn phước. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa. Để rồi chúng ta không nhập cuộc, họ đang kể về cái sự đau khổ của họ, mình cũng đem vô, mình cộng thêm cái sự đau khổ, mình bán than tiếp, cuối cùng hoàn cảnh nó tệ hơn. Không, chúng ta có những phước hạnh từ nơi Chúa ban cho, và chúng ta đến và nói rằng không không không, có Chúa, đời sống của anh chị, hôn nhân của anh chị phải được phước. Người ta thức tỉnh, người ta trở lại với Chúa và được Chúa Ngài ban phước, Ngài phục hồi ở trong ơn của Chúa, và những lĩnh vực khác nữa trong đời sống. Những chỗ thiếu chúng ta có mặt vào trong đó, chúng ta có thể làm nguồn phước của những gì Chúa Ngài đã đông đầy, là chúng ta có thể chứa được ở trong đời sống của chúng ta. Thứ ba, câu thứ ba, ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước con. Cảm ơn Chúa. Lúc mới hầu việc Chúa, cho đến nhiều năm sau, vợ chồng chúng tôi cảm thấy rất áy náy khi có ai giúp cho mình cái gì đó, tặng cho mình tiền hay là cái gì đó, khó chịu lắm. Thôi, đừng. Nhưng khi tôi hiểu được cái nguyên tắc này, thì chúng tôi nói rằng, Mục sư sẽ nhận, tôi sẽ nhận.
để anh với chị được phước. Và ai chúc phước con thì người đó gì anh xem? Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước con. Nhận để họ được phước. Cảm ơn Chúa. Và nguyền rủa kẻ nào nguyền rủa con. Đó lý do tại sao Chúa bảo chúng ta là những người con Chúa đừng rủa xả nhau. Hãy chúc phước chứ đừng có rủa xả. Ai quen miệng rủa anh chị em của mình, xin Chúa cho để chúng ta thay đổi. Bởi vì Chúa Ngài sẽ rủa xả kẻ nào rủa xả con cái của Ngài. Chúng ta sẽ đến mức cái phước hạnh làm con Chúa khi chúng ta đứng vào trong vị trí chúng ta rủa xả anh chị em của mình. Có ai nghe lời của Chúa mà run không? Xin Chúa giúp để chúng ta cảnh tỉnh. Ta nguyền rủa kẻ nào nguyền rủa con. Điều đó cũng áp dụng cho dân Do Thái ngày hôm nay mà chúng ta thấy được. Các nước rủa xả, các nước đem đến những cái tàn hại đối với người Do Thái. Hậu quả của họ trả là lớn vô cùng. Cảm ơn Chúa. Mọi dân trên đất sẽ nhờ con mà được phước. Cảm ơn Chúa. Mọi dân trên đất sẽ nhờ con mà được phước. Áp dụng cho Abraham, áp dụng cho chúng ta là những người bởi huyết của Đức Chúa Jesus Christ. Bởi việc Ngài đã chịu treo trên cây gỗ trở nên rủa xả thay thế cho chúng ta, để chúng ta không còn bị rủa xả nữa, nhưng mà chúng ta có thể vào và cùng hưởng phước lành mà Chúa Ngài đã định cho Abraham. Qua chúng ta mà muôn dân được phước. Khuya hôm nay có một người thuộc về sắc tộc thiểu số. Tôi thích dùng chữ sắc tộc bởi vì dân tộc thì không đúng. Việt Nam chúng ta có một dân tộc thôi. Sắc tộc nhắn tin cho tôi nói rằng con rất được hân hạnh để được tiếp xúc với người của Chúa, người của Đức Chúa Trời. Mục sư biết chúng con đã nghe nhiều bài giảng của mục sư và được phước nhiều lắm. Cảm ơn Chúa. Tôi nhớ những người này. Tôi nhớ lúc nhỏ khi được ngoại tôi đưa lên Đà Lạt. Thế hôm nay những cái người mặc áo màu rất là khác. Từ nhỏ sống ở miền Tây, ở miền Nam Việt Nam, đâu có thấy người sắc tộc bao giờ. Tôi họ mang cái gùi đó là gì bà ngoại? Bà ngoại tôi mới giải thích. Họ mang lúa thóc, ngũ cốc mà họ có thể thu hoạch được đem xuống để đổi với người kinh của mình. Rồi bà ngoại tôi nói một câu: nhưng mà người kinh của mình ác lắm con. Có nhiều khi là họ gạt lấy hết của người ta mà không có trao đổi một cái gì hết. Cái điều đó cứ nằm trong lòng của tôi. Hát bài thánh ca người dân tộc thiểu số cần được cứu. Thì từ đó, mặc dù trước khi sự kêu gọi Chúa thật sự được cứu, có kinh nghiệm với Chúa một cách cá nhân, thì tôi luôn nghĩ đến người sắc tộc. Không ngờ ngày hôm nay qua những cái cánh cửa mà Chúa Ngài mở ra trong công trường tại Malai, được tiếp xúc với các em, Chúa Ngài mở cái phương tiện truyền thông của chúng ta ngày hôm nay mà rất là nhiều người thuộc về các sắc tộc ở Việt Nam của chúng ta đã được phước vào chức vụ của chúng tôi. Có một mục sư ở tại Việt Nam nói, mục sư Khánh có biết không, chúng tôi để có thể chăm sóc các anh em người dân tộc thì chúng tôi không thể nào lên đó để chăm sóc họ được. Bởi vì ở trong những cái trạm kiểm soát, người ta sẽ nói anh là người kinh, anh không có, anh là người của thành phố, anh không có thể, không có cái gì liên quan đến chuyện đó, cho nên anh không lên được. Mà chúng ta đã chăm sóc những người này bằng các bài giảng của mục sư. Cảm ơn Chúa. Tôi chia sẻ điều đó để động viên tinh thần của anh chị em, không để khoe khoang, nhưng mà ở trong giáo ước Đức Chúa Trời định cho chúng ta được sanh ra để được nhiều hơn. Xin Chúa cho chúng ta lên chốn cao hơn trong bước đường đi theo Chúa. Có những nhìn khác hơn, mở rộng tấm lòng của chúng ta để đón nhận những gì phước hạnh nhiều hơn. Tại sao? Vì tất cả những gì Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta. Đức Chúa Giêsu đã đến với sự chết của Ngài trên thập tự giá, đã làm mới lại giao ước của Đức Chúa Trời bằng cách đem chúng ta là dân ngoại đến để cùng hưởng phước lành của Abraham. Cảm ơn Chúa. Giao ước là một lời hứa không thể bãi bỏ được. Trong trường hợp cái người ký giao ước đó qua đời. Nhưng cảm ơn Chúa, Đức Chúa Trời chúng ta không thể chết. Luôn cả Đức Chúa Trời khi mang lấy nhục thể ở trong Đức Chúa Giêsu, Ngài chịu chết, thì cái khế ước đó có thể bị ngưng tại đó. Nhưng cảm ơn Chúa, đến ngày thứ ba Ngài đã sống lại. Ngài là cứu Chúa hàng sống của chúng ta. Cho nên giao ước mà Ngài đã ký với chúng ta là hộ sánh của Chúa bằng huyết của Ngài vẫn đứng cho đến đời đời. Amen. Amen anh chị em. Thật là phước hạnh. Anh chị em có thấy mình được phước không? Đừng mắng mình là cái người vô phước, nhưng hãy nói rằng tôi là người được phước. Cảm ơn Chúa. Phép lạ có thể xảy ra trong đời sống của chúng ta. Không phải là những điều chúng ta ước ao,
Nhưng mà bởi vì chúng ta ở trong dấu ước của Chúa, cảm ơn Chúa. Vậy chúng ta cần làm là cứ tin theo những điều Chúa ngài dạy, biết những gì mình có được ở trong ơn của Chúa để chúng ta có thể hưởng ở trong ơn của Chúa. Không cần ngày nghỉ, chỉ bằng lời. Có nhiều người xin những điều từ nơi Chúa, nhưng mà xin trong vấn đề năn nỉ theo cái cách của mình. Trong khi đó Chúa bảo đây là những lời ta hứa, hãy xin Chúa theo những điều Chúa hứa thì chúng ta sẽ được. Cảm ơn Chúa. Anh chị em cho tôi nhắc lại, anh chị em không có sức mạnh nào so nổi với giao ước của Chúa. Hạn hán không cầm được, Covid-19 không cầm cản được, suy thoái kinh tế cũng không làm gì được, vì chúng ta thuộc về một vương quốc đời đời. Cảm ơn Chúa. Cho tôi công bố trên anh chị em, bởi đức tin từ nơi lời của Chúa, tôi thấy anh chị em là những người được phước theo mức độ mà Chúa ngài đã ban phước cho tổ đức tin của chúng ta là Abraham. Cảm ơn Chúa. Trong danh Đức Giêsu, tôi công bố và xin mọi điều đang chống nghịch là anh chị em sẽ bái phục sức mạnh quyền năng của giàu ước của Đức Chúa Trời. Ngay trong thời gian này chúng ta hãy đứng lên và nói với Chúa và cho các thiên sứ xa ngã nữa họ nghe rằng chúng ta là những người được phước. Hãy nói rằng cảm ơn Chúa vì con là dân giàu ước của Chúa, con được Chúa ngài ban phước. Không phải do công đức của con, nhưng mà cảm ơn Chúa Giêsu, bởi Chúa Giêsu Christ đã trở nên sự rửa sạch thay thế cho con, mà bây giờ con có thể được phước của Chúa. Cảm ơn Chúa Giêsu, Chúa ơi, chúng con vốn là dân ngoại, chúng con vốn là những người đã đứng cho sự chết đời đời, chúng con đã vốn là những người nằm ở dưới sự rửa sạch bởi tội lỗi của tổ phụ. Nhưng cảm ơn ngài vì ngài đã đến tất cả những gì ngài đã gánh mang cho chúng con. Như lời của bài hát, có thể ngàn đời chúng con cũng không hiểu nổi được thế nào Chúa đã gánh tội lỗi với chúng con trên cây gỗ. Chúng con chỉ biết một điều là bởi ân điển mà ngài đã ban cho chúng con sự cứu rỗi. Mà giờ chúng con không xứng đáng chút nào. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúng con chọn như lời của bài hát mà chúng con được giới thiệu trong ngày hôm nay, vì Chúa nhân từ, sẵn lòng tha thứ tội lỗi, đã đến và bày tỏ sự cứu rỗi của ngài trên cuộc đời chúng con và kéo chúng con vào trong giao ước của ngài. Chúng con nguyện từng hơi thở mà chúng con có được, chúng con sẽ ca ngợi ngài. Amen. Xin Chúa ban ơn để chúng con chẳng những lời của tiếng hát của môi miệng của chúng con, nhưng mà đời sống của chúng con nữa. Chúng con là người được phước, được chú định là chúng con sẽ làm nguồn phước. Xin chúng con cứ lan tỏa ra, sống để đón nhận nhiều hơn những gì Chúa ngài đã định cho những kẻ thuộc về ngài. Xin con cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Anh chị em hãy nói với Chúa đi, đừng chờ tôi nói thay thế cho anh chị em. Hãy nói đi cho chúng ta quen, nói cho đến khi chúng ta nhập tâm. Chúng ta là người được phước, chúng ta là người của giao ước, chúng ta đã được định để đời sống của chúng ta làm nguồn phước cho mọi người. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Mình giảng nói đi anh chị em, nói cho Chúa nghe. Và Chúa ngài cũng muốn dùng môi miệng của chúng ta để các thiên sứ xa ngã họ cũng nghe được tin lành cứu chuộc trọn vẹn của Chúa mà chúng ta đã hưởng được, để họ cũng học biết. Cảm ơn Chúa. Lời khen Chúa. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.